các bạn đang cùng tôi đi vào chợ Châu Đốc. Ở đây bán rất là nhiều các loại hoa quả. Bình, Trần, Thần, Châu Phú. Hả? Cái gì đây chị? Thạch, thạch. Đây là thạch ạ. Đây là gì ạ? Vải, vải, vải. Vải ngâm à hay? Sao có nước đây cô? Ôi, ôi đẹp ghê. Cũng lửa cái gì vậy trời? 3 cái 10 ngàn lai chim chút coi trời. Ừ. Cái gì mà cầm cái đó mà quơ hoài không lai chim. Chôm chôm. Đây. Chôm chôm. 10.000 bát cân. Thái, tôm tôm Thái. Đây là bông bông này. Quả rau da đây đúng không? Quả rau da đây. Hả? Không phải quả rau da à? Máng cầu này. Ăn quả này không? Quả đấy thì sai tinh tố mà. Hả? Sai tinh tố. Con như phải sai. Ăn luôn được luôn á. Quả này ăn được luôn đúng không cô? Cái cầu gai á. Ôi, cứng đấy. Hả pha liền không? Giải đây, giải liền nè, hiền thù nè. Mắc cột chợ mình bán đầy mà. Bỏ kia đi nhanh đi. Ui. Quả cầu to đấy. Đây gọi quả cầu. Xoài, xoài, xoài gì đây nhỉ? Xoài hộp tiêu. Xoài bé đấy gì? Máng cầu. Không thấy gì ăn được à? Sâm lạnh. Sâm hình như là thạch hay sao đúng không? Không, nước sâm nó không hết đi. Cái gì đây cô ơi? Chè. Chè á? Cô ơi cái gì đây cô? Ăn không? Con này không hay ăn à? Phải tao tao hóc hết rồi. Ô, bánh bánh khoai. Ngoài này đồ sống rồi, quay lại. Quay lại vài chỗ này đi. Vài chỗ này. Cá mắm ạ.
chỗ này to nhỉ, rộng nhỉ. Wow, mắm tép xuất khẩu. Cụ dán hình như không có rồi. Quả này ăn no luôn. Đi vào chỗ này xem nào. Cái này là quả cái này này ăn với cơm hả cô? Ăn với cơm. Ăn với cơm hả? Ăn chơi. Quả này quả gì cô? Quả chả ở đâu đi về cho sáng hỏi chịu có từ điện cho hay cho. Ăn chua hay ngọt à? Chua chua ngọt cái này bán đáng. Ngọt cái ăn này tùy theo à, chứ không có nói giá được. Lúc khi cái đồ lúc nó rẻ thì bán rẻ, lúc mắc rồi bán mắc, lúc mà nói giá không nói giá. Hổ tiếu gì ấy cô? Hổ tiếu gì à cô? Hổ hổ. Làm vâng. Hổ tiếu gì ạ? Thế này nè, ăn đi chị làm cho. Nào ăn hổ tiếu hay bún ha? Nhá nào. Ngồi ghế đi. Không sao ăn. Ai ăn? Ai ăn không? Ai ăn thì ngồi ăn. Anh ăn không? Không. Không ăn thì cứ cũng ngồi cũng được vậy. Mấy ai ngon? Ôi, mít mít tí hoan. Quay tao đi nước ngoài về coi, đặng tao đi bỡn, tao đưa tao đi bỡn, tao bấm mũi. Nước ngoài đó. Nước ngoài đâu? Đưa đi Vũng Hán đi. Ủa bà mày vô mắt quay bả đi, đưa bả đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không tìm được chỗ nào ăn à? Ăn thì ăn gì? Chả ăn kem thôi. Ăn chỗ nào nó phải mát, ngồi đấy vừa nóng lại hợp muốn ngay dưới cái lò thì nóng lắm. Thế món đấy món nóng. Ngồi dưới cái lò thì xong ra xong hơi. Không.